anh Thành rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Thành ơi, không biết là đến với chương trình ngày hôm nay, anh sẽ hướng dẫn cho em cũng như quý vị khán giả món ăn gì đây? Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và Ngọc Hương đây một món ăn tuy không lạ nhưng rất hấp dẫn, giàu dinh dưỡng và dĩ nhiên là sẽ vô cùng ngon miệng. Ừ, như vậy thì mình sẽ chế biến với lại thịt hay là món rau vậy anh? À, món này vừa có thịt vừa có rau, chính xác hơn là một món thập cẩm. Vậy là em biết rồi, chắc chắn sẽ là một món lẩu. Em nói rất là hay. Trật lắc rồi. Ôi thôi, sao lại trật lắc? Vậy thôi em không đoán nữa đâu, anh Thành nói luôn đi. Rồi nữa anh bận bí cho Ngọc Hương biết nha. Món ăn của chúng ta thực hiện ngày hôm nay là món bò xào thập cẩm. Ủa anh Thành ơi, bò xào thập cẩm thì em thấy có vẻ rất là bình thường nha. Nhưng mà thực đơn của món ngon mỗi ngày mình có một tiêu chí là các món ăn phải độc đáo đó. Tuy là món ăn rất là quen thuộc nhưng đặc biệt ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng một loại gia vị rất là hợp với món ăn này và nó tạo một cái hương vị mới rất là ngon. Nghe anh Thành nói thì Ngọc Hương có vẻ rất là nôn nóng rồi đó. Vậy thì còn chờ gì nữa, quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng vào bếp với món bò xào thập cẩm. Để thực hiện món bò xào thập cẩm cho 4 người, nguyên liệu chúng ta cần dùng là 150g thịt bò phi lê, 50g ớt chuông xanh, 50g ớt chuông vàng, 30g cà rốt, 1 phần tư củ hành tây, 50g bông cải trắng, 50g bông cải xanh, tỏi băm, đường băm, dầu hào, dầu mè, bột năng, dầu ăn, rượu, muối, tiêu, hạt nêm Maggi ngon, nước tương đậu nành Lisa và sốt tương đậu nành Lisa. Rồi trước tiên bây giờ mình sẽ thái thịt bò và ướp. Mình cũng đừng nên thái mỏng quá. Dạ. Mình thái vừa ăn vừa về chút này mình mỏng quá mình xào nó sẽ nát. Thịt bò này nó đã mềm rồi. Dạ. Bây giờ anh sẽ ướp vào thịt bò này một muỗng cà phê nước tương Lisa, chút hạt nêm Aji ngon, một chút tiêu và muỗng cà phê rượu. Tại sao mình phải ướp rượu trắng vào trong thịt bò ha anh? Mình ướp rượu trắng vào trong thịt bò sẽ làm cho thịt bò mềm hơn và có mùi thơm. Mình sẽ cho vào một tỏi băm và gừng băm chút xíu ha. Anh ướp, anh sẽ cho vào đây một chút bột năng nha. Trong lúc anh cắt rau củ thì anh nhờ Ngọc Hương bắt lên một nồi nước để anh trụng rau củ nha. Dạ, sẵn sàng. Và anh nhớ là nước trụng rau củ mình nên cho vào một chút muối để rau củ giữ được màu xanh và đồ giòn nha. Cái ớt chuông vàng và xanh này mình sẽ cắt thành miếng dài khoảng 1cm. Cái cà rốt này mình sẽ cắt sợi. Đây, mình cắt sợi như thế này. Bông cải thì mình cắt miếng. Còn cái hành tây mình sẽ cắt múi cao. Dạ. Rồi nước đã sôi rồi mình sẽ cho cái cà rốt và cái bông cải vào mình trần sơ qua em ha. Dạ. Để em chuẩn bị tô nước đá lạnh nha. Khi rau củ mà mình trần qua nước sôi đó, mình vớt ra mình cho vào nước lạnh thì nó sẽ giữ được cái độ giòn và cái màu sắc tươi nguyên của rau củ. Dạ. Rồi em vớt ra nha. Rồi em vớt ra đi. Rồi xong. Tiếp theo là mình sẽ xào thịt bò. Dạ. Anh sẽ cho dầu vào ha. Giờ cho dầu nóng mình sẽ phi thơm tỏi. Đây anh sẽ phi tỏi cho nó thơm nha. Rồi bây giờ tỏi nó thơm rồi nè, anh sẽ cho bò vào nha. Wow, thơm quá Thành ơi. Khi nào thì mình mới cho các loại rau củ vào ha anh? Mình sẽ xào thịt bò trước. Khi thịt bò vừa chín tới thôi mình sẽ cho ra và mình sẽ xào rau củ riêng. Làm như thế thịt bò nó không bị dai. Dạ, như vậy là mình sẽ xào hai lần. Hai lần. Rồi, bây giờ mình sẽ cho bò ra nè, vừa chín tới rồi ha. Mình sẽ xào cái rau củ. Dạ. Rồi mình vẫn sử dụng cái chảo này em ha. Dạ. Cho vào thêm một chút dầu. Mình vẫn phi tỏi thơm. Nếu mà thêm một chút gừng nữa thì nó sẽ ngon hơn. Rồi, tỏi nó thơm rồi nha. Mình sẽ cho cái rau củ này vào trước nè. Bây giờ mình cho ớt chuông vào ha. Mình xào luôn. Chỉ có cái hành tây là mình mới cho cuối cùng thôi. Để nó, cái tỏi nó không cháy, mình sẽ cho vào một chút xíu nước nha em ha. Đây, anh sẽ cho vào một chút nước nè. Rồi, bây giờ anh sẽ cho cái hành tây vào ha. Bây giờ tới mình nêm nếm cho cái phần rau củ này. Anh vẫn sử dụng cái nước tương đậu nành Lisa nè. Anh nêm vào đây. Một muỗng canh nè, nửa muỗng dầu hào ha. Anh sẽ nêm tiếp nè, Aji ngon một chút. Dạ. Một chút tiêu.
dầu mè này anh cho một chút nữa nè. À, đó. Rồi cái đặc biệt nhất là em biết cái gì không? Là cái gì vậy anh Thành? Là sốt tương đậu nành Lisa. À. Món bò xào rất là quen nhưng mà mình sử dụng sốt tương đậu nành Lisa này nó sẽ có một cái hương vị mới đặc biệt hơn. Mình sử dụng 2/3 muỗng ha. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái bò vào mình đảo nhanh tay. Wow. Thơm ơi là rồi. Thơm luôn. Em thấy hấp dẫn không? Không những hấp dẫn đâu mà em đang rất là nôn nao để thưởng thức món ăn này đó anh Thành. Món ăn này mình nên kèm thêm một chút nước tương đậu nành Lisa nữa thì hấp dẫn hơn. Tiếp theo anh sẽ mời Ngọc Hương dùng thử một miếng. Cảm ơn Thành nha. Nãy giờ á em chờ đợi nhất là tới cái giây phút này nè. Chấm với một miếng nước tương đậu nành Lisa. Anh Thành ơi, thịt bò rất là mềm, rất là ngọt nha. Các loại rau củ á, thì vừa chín tới nè, giòn, màu sắc á, thì khỏi phải chê luôn. Đặc biệt á là có sốt tương đậu nành Lisa, món ăn thêm đậm đà và hấp dẫn đó anh. Chúc quý vị sẽ thành công và ngon miệng. Đừng quên gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188 hoặc viết thư về cho chương trình ở hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Còn bây giờ Ngọc Hương và anh Thành xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.